Chúng ta đọc phần kinh văn này rất hâm mộ. Phật Bồ Tát bảo chúng ta rất đơn giản, chỉ cần quý vị buông phân biệt chấp trước xuống sẽ có thể giống như Ngài. Vì sao? Vì đó là bản năng của quý vị. Quý vị vốn sẵn có, chẳng hiếm hoi lạ lùng tí nào. Quý vị cũng vốn sẵn có trí huệ của Phật Bồ Tát, chỉ cần buông những thứ ấy xuống là được. Công phu chân chánh chẳng phải là điều gì khác, chỉ là buông xuống. Chúng ta niệm kinh, niệm kinh sẽ có thể khai trí huệ ư? Đúng vậy, biết niệm sẽ khai trí huệ, không biết niệm sẽ tăng trưởng phiền não. Biết niệm là gì? Là khi niệm kinh buông phân biệt chấp trước xuống, đó là biết niệm. Khi niệm kinh thể còn có phân biệt chấp trước thì là chẳng biết niệm. Niệm kiểu đó không chỉ chẳng thể đoạn phiền não mà còn sanh ra phiền não. Phiền não gì vậy? Là sở tri chứng. Quý vị đã có phiền não chứng, nay lại có thêm sở tri chứng, sai mất rồi. Do đó Mã Minh Bồ Tát đã dạy chúng ta ba nguyên tắc trong niệm kinh. Chúng ta phải ghi nhớ: niệm kinh, thính giáo tức là nghe giảng, đều phải tuân thủ các nguyên tắc ấy. Nghe giảng đừng chấp trước tướng ngôn thuyết, đừng chấp trước tướng danh tự, đừng chấp trước tướng tâm duyên. Trong tâm quý vị trở nên có phân biệt, trở nên chấp trước, đừng suy nghĩ. Hãy nhất tâm nghe kinh, quên sạch những ý niệm khác, đều buông xuống. Đó gọi là biết nghe. Nghe kinh là như vậy, có thể đắc định, có thể khai ngộ. Kẻ chẳng biết nghe ấy chính là lũ phàm phu chúng ta mong nghe giảng. Nghe người ta giảng nói như thế nào, bèn nhớ kỹ từng câu trong lòng. Hệ thuận với ý mình thì bèn sanh tâm hoan hỷ, hệ trái với ý nghĩ của mình bèn phê bình. Đó gọi là sanh phiền não. Quý vị nghe giảng hoặc đọc xong, tâm sanh mừng, giận, buồn vui, sanh khởi những thứ ấy. Người thật sự biết nghe sẽ đạt được gì? Đạt được thanh tịnh, bình đẳng giác, đạt được những điều ấy. Đó là biết nghe. Nói cách khác, nghe kinh lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duyên, lìa tướng danh tự, đó là thanh tịnh, bình đẳng giác. Khi đọc kinh, trở nên chấp trước tướng văn tự. Văn tự là phù hiệu ngôn ngữ. Mã Minh Bồ Tát dạy chúng ta đừng chấp trước tướng ngôn thuyết. Chúng ta cũng đừng nên chấp trước văn tự, mà cũng đừng chấp trước tướng danh tự. Cũng trở nên phân biệt, chẳng cần suy nghĩ câu này có ý nghĩa gì, câu kia có ý nghĩa gì, chẳng cần phải suy nghĩ. Đọc kinh như vậy sẽ có thể đắc thiền định, sẽ có thể khai ngộ. Vì thế biết và không biết có quan hệ rất lớn. Thứ gì quý vị cũng đều hiểu, hãy nắm lấy nguyên lý và nguyên tắc của chúng.